Này, mày đừng cố gắng nhá. Tết nhất đến nơi rồi. Ở nhà đang tất bật để cho bánh trưng có thịt, nên chúng mày chịu khó tí. Anh Dương ơi, từ giờ đến Tết còn nửa tháng nữa, anh gửi toàn rau thế này bọn em sống thế nào được? Mẹ cũng bảo nhét cho chúng mày con gà già, nhưng mà anh bảo thôi, để Tết nấu đông, đằng nào chúng mày về chả ăn, không ăn trước tiền sau chứ. Ồ, anh á, anh muốn tiết kiệm cho gia đình, tất cả cũng vì mày. Mà chúng mày học hành cho nó cẩn thận, về ăn Tết cho nó ngon. Với lại gia đình gửi rau cho chúng mày là đúng rồi. Tết về mày ăn thịt mỡ dư hành gặp bồm ra, ăn rau trước cho nó thanh lọc cơ thể. Vâng. Mặt tươi lên, sao chảy dài hết với nhau kìa. Tại em nghĩ người ta thanh lọc cơ thể thì người ta thanh lọc cũng 5-7 ngày thôi, để bọn em thanh lọc nửa tháng chứ thì có mà xanh như sâu hết. Chúng mày cứ lo xa, các cụ ấy xưa cả năm cả tháng có được miếng thịt nào đâu, vẫn khỏe mạnh đấy thôi, đúng không? Thôi, tươi lên, về chuẩn bị đi học đi. Anh về đây. Em chào anh. Chào anh. Tươi lên, về đây. Dạ. Mọi người ơi, mọi người xem thế nào đi chứ, giờ gạo hết rồi, chỉ có chuyển qua nấu cháo á thì mới cầm cự được đến cuối tháng thôi. Tạm thời với những cái nguyên vật liệu như thế này ấy, thì tao nghĩ ra được những cái món như là rau luộc này, rau xào này, rau nấu canh này. Còn rau kho thì tao chưa biết nấu kiểu gì. Chỗ em phát tờ rơi á, thì gần Tết rồi, tranh nhau ác lắm. Có hôm á, em tranh mệt đứt cả hơi ra, mà được có mỗi 2 điểm để phát thôi. Chỗ quán gội đầu tao cũng vừa bị cho nghỉ rồi. Tại mấy chị đấy làm tóc á, cứ nhìn chằm chằm tao, xong rồi sàm sỡ tao. Thế là mấy ông chồng ghen, không cho đấy làm tóc nữa. Chủ quán biết chuyện á, cho nghỉ luôn. Được rồi, cứ để từ từ rồi tính. Mà mình nghèo đói mãi rồi, có phải riêng hôm nay đâu. Thôi, đi về đã rồi tính sau. Tết đói rồi. Tết đói rồi. Tết đói rồi. Tết đói sâu trong lòng này. Này, thằng kia. Này, cái gì đấy? Mày hát cái gì đấy? Hả? Mày định chùi hiểu tao đấy à? Như nào anh? Mày hát là Tết đói, có nghĩa là tao không giả lương được cho mày, có nghĩa là tao phá sản, đúng không? Anh ngảo đây. Em hát vu vơ thôi chứ anh cứ liên hệ bản thân vớ va vớ vẩn một lúc nào. Đói quán thì bao nhiêu việc ra, mày mà hát nữa nhá tao chửi lường ấy. Vâng, thế thôi em chả hát đói nữa. Nhớ cái mồm ấy. Tết vỡ mồm. Tết này, tao lại bảo cho mày vỡ mồm thật bây giờ, tao chỉ con với mày à? Hả? Anh buồn cười thật đấy. Anh bảo em không hát đói nữa, em có hát câu nào có chữ đói đâu. Này, mày không phải lắt léo nhá. Lại cãi nhau rồi. Thằng Hiếu, vào làm đi. Thằng Hoàng, ra chị bảo. Vâng. Mày cẩn thận đi nhá. Sao với chị? Tình hình sắp Tết cà phê nhà mình là đông khách đấy. Chị đang tính tuyển thêm 2 đứa nữa. Ui, thế chị để em tuyển cho. Chị tuyển á. Đấy, cái thằng Hiếu ấy kìa, trông nó khác gì quản lý của em không? Lồng ca lồng cồm. Tao tuyển nhân viên được thế còn gì? Tại mày với nó không hợp nhau đấy chứ. Ui, kể cả hợp thì vẫn không được nhá. Nhân viên ấy, bảo 1 là 1, 2 là 2. Đấy, đây cái thằng Hiếu rồi đấy. Em bảo nó 1, nó toàn 1.5 đấy. Đấy, chị thấy nó mất dạy không? Còn tóm lại là chị cứ để em tuyển cho. Tuyển nhân viên nó phải đâu ra đấy, nó phải ngoan. Được rồi, tao giao cho mày. Nhưng mà làm đến nơi đến chốn đấy. Tờ rơi, tao đặt trong quán kia rồi. Tết đến nơi rồi đấy, đi phát đi. Tuân lệnh chị. Em biết rồi. Thôi ngồi đây nhá, chị đi có việc đây. Vâng. Trời ơi, tuyển nhân viên này. Ai à, nhiều phết nhỉ. À, Hiếu Hiếu, anh bảo. Dạ. Em đây ạ. Để bàn đến cái link vào lâu cho. Phát tờ rơi cho anh. Ai à, tuyển thêm nhân viên hả anh? Ừ, anh thấy không? Em hát nghèo với đói liên quan gì đến quán mình đâu mà. Quán mình phát triển mạnh, tuyển thêm cả nhân viên cơ mà. Mày nói nhiều quá đấy, đi phát đi, tuyển gấp trong ngày mai đấy. Ê giời, em tưởng cái gì chứ, phát tờ rơi á, nghề của em nhá. Em đi đây. Đi đây. Ui dồi, mày quá, vứt cho nó đi phát đi, đỡ nhẩn như ngứa mắt tao. À mà, cho thằng này đi, mình cứ thấy lo thế nào ấy nhỉ. Mà chứ kệ đi. Ê trời. Chính ra mình đa năng phết đấy. Đấy,
bưng bê cà phê này đấy, xong rồi phát tờ rơi này đấy, xong rồi thỉnh thoảng lại cọ bồn cầu dọn nhà vệ sinh. Ui trời ơi, quá đẹp đấy. Phát này mà không được danh hiệu nhân viên xuất sắc nhá, hơi phí. Ơ anh Hiếu. Ồ Nhưng mà anh đi đâu đấy? Đang giờ làm việc ở quán cà phê mà. Ờ đây, anh đang đi làm việc của quán cà phê mà. Anh đi phát tờ rơi tuyển thêm nhân viên cho chị Nhung Gem. Mà trộm vía nhá, từ lúc quán cà phê của chị Nhung Gem tuyển anh vào làm ấy, ui dồi ôi, hợp mệnh hay sao ạ, làm ăn êm lắm. Anh bớt tào lao đi, tên nhân đến nơi rồi, hàng quán nào chưa tuyển thêm nhân viên. Gớm, để ca anh quá đấy. Giỏi thì tao cứ nói thế. Ăn mà này, tên nhân đến nơi rồi ấy, mày có muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập không? Hả? Việc nhàn hạ không vất đâu. Đấy nhá, như anh này, sáng vui vui đến thì anh Hoàng anh bắt cọ thùng rác này, cọ bồn cầu, dọn nhà vệ sinh. Sau đó thì phục vụ khách một tí, xong rồi rảnh rảnh thì ra đếm kiến, nó bắn ruồi. Đấy, nói chung là việc nhàn là lương nó gọi là cao vút. 3 triệu đấy, 3 triệu cơ. Thôi gớm, anh giữ lên mà làm. Chứ việc của em công ty làm không hết, em phải cầm về nhà làm ấy kìa, thời gian đâu mà đi làm thêm. À, anh bảo Tuấn với Thảo ấy, hôm qua em sang phòng ấy, em thấy kêu như vạc vì không có tiền kìa. Ừ nhé, thế mà không đi ra. Chỗ này cũng đang cần đúng hai người nữa. Bây giờ mình về, mình vác chúng nó đến quán cà phê. Ôi giời, thế là cái chỗ tờ rơi này mình không phải đi phát nữa. Được anh Hoàng, mày hay đấy, được. Chả được thì không à, em mà ngoài sinh ra em còn thông minh nữa. Giời, thế được rồi, bây giờ mày đi đâu mày luyện đi nhá. Để anh về anh vác chúng nó ra quán cà phê nhá. Tôi đi đi, bye bye. Bye. Hay đấy, con này thông minh thật đấy. Này, bình thường quản lý mỗi thằng Hiếu thôi là ta đã dứt hết cả đầu rồi. Bây giờ thêm cả hai đứa chúng mày nữa, tổng cộng là 3 đứa. Thế thì cái quán tao nó thành cái gì? Nói. Thì cái quán cà phê của anh nó sẽ thành cái quán cà phê đông nhất cái thành phố này, vì có cô phục vụ xinh đẹp như em. Này, nhà mày không có gương à? Cái mặt mày phè phè như chưa bất giới này thì xinh đẹp cái gì hả? Ừ, thưa anh Hoàng ơi, bây giờ anh ra đường đấy, quán xá nào người ta cũng treo biển tuyển người. Anh bốc tạm hai đứa nó đi, chứ bây giờ Tết Nhất đến nơi rồi không tuyển được người đâu. Nhưng mà ta không nhận hai đứa này được. Ồ, anh Hoàng, nhận bọn em đi, bọn em hứa sẽ ngoan. Ngoan cũng không nhận. Ồ, thế là anh quyết không nhận bọn em đúng không? Không là không. Được, thế thì em tuyên bố luôn, từ giây phút này đổ đi, anh không bao giờ được nhìn thấy cái Nhung nữa, chứ đừng nói là gặp. Mày dọa cả anh cơ à? Xin lỗi mày đi nhá, đây là địa phận quán cà phê của anh. Đấy, với cả nhá, chị Nhung Gem dạo này chơi hơi bị thân với Nhung đấy, anh chả sợ. Thôi anh Hoàng ạ, anh không nhận bọn em ạ thì anh hối hận đấy. Hối hận thứ nhất là bỏ qua nhân viên tốt, hối hận thứ hai là Tết Nhất đến nơi rồi, tuyển người khó lắm. Bọn em đi đây, bọn em đi làm quán khác, sau anh đổi ý mời bọn em về ạ, bọn em cũng không về đâu. Hay là đồng lòng phết nhờ. Chúng mày lượn luôn hộ tao cái nhá. Cái thằng Hiếu này này, tao không đuổi được nó ấy, tao phải chịu thôi. Chứ còn bây giờ tao nhận thêm hai đứa chúng mày á, tao bị thần kinh à? Rất tàu lựa. À, anh không phải đuổi, bọn em tự đi được. Đi. Phải, ra quán khác xin. Tuấn này, anh Hoàng, ôi giời, bây giờ tuyển người khó lắm đấy anh ạ. Em không đi phát tờ rơi nữa đâu. Không phát á, không phát tao trừ lương. Ơ, Tuấn, Thảo, hai người đến xin việc à? Ơ, đi xin việc à? Và chị ra việc luôn, đang cần người. Thôi chị ạ, anh Hoàng vừa chửi bọn em, xong rồi đuổi bọn em đi rồi. Đuổi là đuổi nào? Vô vật, đi vào đi. Nhanh lên. Này cái thằng này, quán đang cần người, đuổi là đuổi nào? Vả vật. Ôi dồi ôi, niềm vui trước kịp nhân đôi, nỗi buồn nổ luôn nó hai nháy. Đèn. Ê, anh Hoàng ơi, anh tính nhầm rồi, không phải hai nháy đâu, ba nháy, cả em nữa mà. Nhung, I love you. Này thời tiết thích quá chị nhỉ? Sắp Tết mà em. Tuấn Thảo, ra chị bảo. Em đây. Thằng Hoàng, ra luôn đây. Mày đứng đây, chị nội quy của quán cho hai đứa nó. Chị với Nhung đi có việc. Được luôn này, chị chồng với em dâu cứ đi chợ Tết thoải mái đi nhá. Việc ở đây á, cứ để em lo. Được rồi, chú cho cẩn thận đấy.
Rồi, người ta bảo là dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy nhân viên từ thuở bơ vơ mới nhận vào. Đấy, bây giờ chúng mày đứng ngay ngắn lên để anh đọc nội quy cho mà nghe. Nào, 2, 3, nghiêm. Tao bảo là nghiêm chứ không phải là nghiêng. Trời ơi, nghênh ngang thế này á, khách mà gọi nước mãng cầu, chúng mày mang nước bồn cầu ra cũng mà để chết tao à. Ngoài lỗ tai đi, tao đọc nội quy cho mà nghe. Xong chưa? Thông rồi anh ạ. Rồi, nghe kỹ nhá. Điều thứ nhất. À, thằng Hiếu, mày ra nốt đây. Nhanh. Ồ, anh, em nhân viên cũ mà, có phải nhân viên mới đâu mà nghe nội quy. Nhân viên cũ, nhưng mà nội quy phép tắc không ra làm sao cả, nhá. Chúng mày đứng hết vào đây, anh giảng một lần thôi, sau mày sai anh còn phạt được. Không đến lúc anh phạt thì mày lại cãi là anh chưa phổ biến, nhá. Vâng, anh bảo cho em xin nghe thôi. Phải nghe chứ. Được rồi, nghe kỹ này. Điều thứ nhất, anh Hoàng luôn đúng. Điều thứ hai, nếu anh Hoàng sai, xem lại điều thứ nhất. Đấy, có mỗi thế thôi, đơn giản. Nó cứ sai sai làm sao anh Hoàng ạ? Sai á? Sai thì xem lại điều một, vừa nói rồi. Nhưng mà... Nhưng cứ bình tĩnh tưng, nhá, đi vào làm. Bằng mạnh ấy, nhanh lên. Và vào vần, nhớ đội quy đấy nhá. Không thể để cái đám này ở đây mãi được. Kiểu gì mình cũng sẽ bị chúng nó chơi. Một mình thằng Hiếu mình còn chưa đối phó được cơ mà. Bây giờ có tận 3 đứa, 3 cái đầu, 6 cái tay. Úi dồi, thế cơ mà để mình hỏng người à? Ai chà. Ai chà chà. Cứ lội quy vào cái quy củ hẳn nha. Được ạ. Ba đứa này đâu rồi? Hết vị đúng không? Hết vị đúng không? 8 một lá này. À, bọn này láo thật đấy nhở. Ca kìa em ơi, ca kìa em ơi. Át à? Ok. Ai? Ôi, anh Hoàng à, đang chiếu chân, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Sao mà, ôi ôi, đúng trò thủ của anh luôn đấy. Cái sơn của anh đổi xe suất vì anh ấy. Ừ. Chưa lại. Vào đây, chưa cho chúng mày. Thế không à? Quánh phải nhanh vào. À, luôn anh, à, ok. Ui, dẻo này, bảo sao bố tay xe liên tục. Chưa lại, chưa. 3. Ôi trời. Thôi. 3 thôi à? 3. Ai à, đánh ma chặt hai luôn, các bạn này dây dài rồi, dây dài. Ui giời, cóc 4. Hai. Thằng này mới là dây. Thằng này dây dài, dây dài. Mày. 5. Kiểu có dây đấy, chúng mày đánh rốt. Nhìn tao đánh nha. 2. Ui, đây mới là dây thật này, nào đánh ngay. Trời ơi, nào nhìn nha. 3 thằng 7. Ai à. Kìa, thôi nha. Thôi luôn. Ấy giời, thôi ngay chứ này. Cóc còn 7. Ông đánh được gì đâu, sao ông đánh luôn thứ 4 đấy. Thứ 7 đấy. Tao có thứ 7 à? Gì thảm đánh đi. Đánh chưa? 8 à? 9. 10 luôn rồi. Thôi. À, tao. Đánh anh. Áp. Vèn lúc cơ hai. Rồi, sẽ vào đấy được mà. Em phải vào đấy lắm. Mà nhân viên á, phục vụ thì nhiệt tình. Cũng được, nhưng mà có thêm mấy anh ca to đen thôi thì được hơn. Được đấy, giống em. Chị đôi gì nè. Ê. Thôi chưa đôi ăn. Ba ắt nè. Đánh không rồi, đủ chân rồi, tí nữa chơi. Đánh không ắt tôi à. Ơi rồi ba. Đánh không ba. Thôi à, bán này dễ thế thế này. 4. Đừng có vô mai bên, bảo đủ chân rồi mẹ. Đánh không? Lại thôi tiếp à? 5. Năm đánh không? Ô, lại thôi à? Ôi dồi ôi, 5 thôi thì kiểu gì 8 cũng... Đánh ai đi? 2 á? Điên à, bài toàn cuối đánh 2 lắm gì, mình bị ngu, không biết đánh bạn. Giát thế chứ lị. Đền. Gì cái này? Tại chúng mày và tao mới bị ăn tát trước mặt Nhung ấy nhá. Lau sạch vào.
Ai à? Sữa lóng. Ôi giời, cái gì đây? Hiếu, Thảo, Tuấn, ra đây. Ồ, cái gì thế anh? Sao đây anh? Đứa nào làm ra không này? Em pha, anh Tuấn bê ra. Em đi chính lại, em bê ra nửa đường, còn lại thằng Hiếu bê ra. Chúng mày hãy nói với anh rằng đây là cái lông nách đi. Nó nhất định phải là cái lông nách. Chứ nếu nó mà là cái lông gì của hai đứa chúng mày thì... Ôi giời, anh buồn cười thật. Nhớ đây là lông của con nhà Nghĩa Trang thì sao? Bây giờ nhá, cứ phải nè ra xong rồi kiểm chứng hai mẫu vật với nhau mới biết là của đứa nào. Ô này, em là trò đùa các anh đấy à? Em chắc chắn lông đấy không phải của em, không phải kiểm tra. Ui dồi ôi, chúng mày làm ăn thế này thì chết tao. May nhá, may đây là công đức của tao nhá. Đây mà là công đức của khách nhá. Người ta chỉ cần đăng một cái phốt lên mạng thôi là cả nhà tao sạt nghiệp nhá, chúng mày có biết không? Vâng, em biết rồi. Thế nhưng mà tại bọn em không để ý, chắc gió nó thổi lông ở đâu bay vào ấy chứ. Bây giờ gió thổi bốn phương tám hướng, bọn em quản lý sao được? Không cản được gió thì cản được lông chứ. Cắt đi, vặt hết đi, cứ sao để lông nó bay lung tung thế này. Mà xoăn thế này nhá, chắc chắn là lông chứ không phải tóc được nhá. Úi dồi ôi, Thảo Đào tao làm vụng nước mà thấy mùi nó lạ lạ làm sao ấy. Anh Hoàng ơi, người ta bảo là không biết không có tội, anh bỏ qua cho bọn em đi. Này, tội ngộ sát vẫn phải đi tù đấy nhá. Không nói nhiều, chúng mày chính thức bị đuổi việc từ ngày hôm nay. Chứ không vẫn để chúng mày làm, mấy nữa chúng mày trông cả cái tất thối vào cốc nước của khách. Úi dồi ôi, cái lúc đấy nhà tao có mà sạt nghiệp mất. Anh Hoàng, không có anh Hoàng anh hiếc gì hết nhá. Tao đợi cái giờ phút này lâu lắm rồi. À, tao điên lắm rồi nhá. Đi. Lại thế nào đây? Sao tao cứ đi ra ngoài về là chủ một đằng, nhân viên một nẻo, là thế nào nhở? Ôi ôi chị ơi, cái bọn này làm ăn lông côn này, chúng nó phá nước kiểu gì, cả một cái sợi lông xoăn tít cho không nước cái đấy. Đuổi chúng nó đi chứ, để chúng nó làm ăn lông côn thế này á, quán mình mất hết khách, sạc nghiệp như chơi đấy. Được rồi, đợi ta tí. Nhung. Tiền xu mày, đất nhất đến nơi rồi, cứ để tao phải bực là thế nào nhở? Cái gì đây? Làm người tử tế không muốn làm, cứ bày trò ra để tao phải đánh cơ. Từ hôm nay mày phải phục vụ bàn như chúng nó, không có quản lý quản liếc gì cả. Cái gì? Lệnh đã ban, không nói nhiều, đi làm việc đi. Nhung, ba chị bảo. Nhung ơi, I love you. À, thằng Hiếu, cái bàn này mặt nó đá nhá, mày phải lau cho nó sạch vào. Khi nào lau đến cái mức mà cho tay xuống kéo kêu kít cái, lúc đấy mới được nhá. Anh Hoàng ơi, anh quên à? Chị Nhung Gem ấy, chị giáng chức anh xuống bằng bọn em rồi đấy. Nếu anh muốn sạch ấy, thì anh tự lau đi. Tự mình lau là sạch nhất. Đấy, lau đi. Lau xong nhá, vào cậu nhà vệ sinh. Mày cẩn thận đi nhá. Nhung. Chào mọi người nhá. Chị Nhung. Cái như người vô hình ấy nhỉ. Chị ơi, đi chợ tết đi chị. Được rồi, cho chị tí. Sao thiếu nhiều thế nhở? Thiếu á? Chị ơi! Úi dồi ôi, thiếu tiền hả chị? Chắc chắn bà này kia nó biển thủ công quỹ rồi. Thế à? Lại chị bảo? Vâng. Đổ lỗi! Mày giấu xem mày đổ tội cho chúng nó đúng không? Chị ạ, em làm gì mà đảo như thế? Không đảo mà hôm qua mày làm trò viện cớ đuổi chúng nó à? Đúng là em có ghét chúng nó thật. Thế nhưng mà cái việc này em không làm. Chả mày làm thì ai làm? Cái quán này mà mày lại ghét chúng nó như thế, mày không lấy để đổ tội cho chúng nó thì ma lấy à? Thôi anh Hoàng ạ, anh lỗ lấy rồi thì anh nhận đi. Chứ anh em nhà em ngỗ ngược thật, nhưng mà bảo nhẹ nhàng họ vẫn nghe mà. Việc gì anh phải làm như vậy? Anh nói thật mà, anh đã bảo là anh không làm rồi.
Nếu như mà anh nói thế thì em tin anh. Chị Nhung, em tin là trên đời này không có kẻ trộm nào tự nhận mình là ăn trộm cả. Nên là chị phải điều tra vụ này cho em. Em không thể để mọi người bị oan được. Hoàng, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Một là trả tiền đây. Hai là cút. Cái nhà này không chứa loại tiểu nhân như mày. Ơ, chị. Chọn đi, không nói nhiều. Được rồi, đã thế nhá, em đi. Cho chị biết mặt. Rồi khi nào chị tìm ra chân tướng sự thật, lúc đấy á, chị đừng có mà hối hận. Đi đâu bây giờ? Đi. Cho anh nhờ cái. Chị Dung xem, em nghĩ lần này không phải do anh Hoàng đâu chị ạ. Tiền quán này mất, chỉ chúng mày lấy. À? Chứ tiền của nó lấy làm gì? Mà chị tin chúng mày không bao giờ lấy, chỉ có nó tự giấu thôi. Khổ thế chứ Lệ. Tự nhiên tai họa nó ập vào đầu mới đau chứ. Tết tiết đến nơi rồi. Bị đuổi ra khỏi nhà thế này thì biết nương tựa vào ai. Trời ơi. Mà cái tên sư bố cái thằng nào lại trộm tiền với đâu chứ Lệ. Trời ơi. Ô, kìa rồi. Anh Hoàng. Anh Hoàng cái gì? Chúng mày sướng chưa? Tao bị đuổi rồi, chúng mày thao mà phá quán cà phê nhá. Anh Hoàng ơi, bọn em tìm anh là muốn giúp anh mà. Ờ, giúp anh á? Hôm nay mặt trời lại mọc đằng Tây à? Anh làm khó chúng mày, thậm chí còn tìm cách đổi việc chúng mày. Thế mà chúng mày không giận anh à? Không anh ạ, bọn em không giận anh đâu. Bây giờ bọn em sẽ tìm cách giúp anh minh oan. Minh oan á? Thế nhưng mà bằng cách nào? Chị Nhung xem chị chả tin anh đâu. Bởi vì anh nhiều tội quá. Anh yên tâm, bọn em có cách. Chứ không Tết nhất đến nơi rồi để anh lông nhông ngoài đường thế này á, công an xích lên phường chết đấy. Này, anh khổ thế này rồi mày còn xỏ xin anh được à? Thì em đùa tí thôi, gớm. Bọn em biết số tiền ấy mất không phải là do anh, bởi vì anh hay chỉ gài bọn em mấy cái trò nhỏ nhỏ thôi. Số tiền lớn như thế không phải phong cách của anh. Đúng rồi đấy, cứ nghĩ đến là anh lại tủi thân đây này. Được rồi, giờ chúng ta phải đoàn kết lại, không cãi nhau nữa. Mà để minh oan cho anh Hoàng thì anh Hiếu nghĩ cách giúp anh Hoàng đi. Thì tao vẫn đang nghĩ mà. Ô, mà thằng Hiếu, hôm nay bảo nghĩ cái nghĩ ngay, không đòi quyền lợi gì à? Ôi giời ơi, mấy giờ rồi mà còn đòi quyền lợi? Em bảo em giúp là em giúp mà. À, em nhớ ra rồi. Chị Nhung xem cam để bắt tội anh đúng không? Đấy, thì bây giờ mình về quán cà phê xem cam để minh oan cho anh. Đúng rồi, ôi ôi, thế mày không nghĩ ra. Đi chúng mày, về xem cam để cho cái thằng trộm đấy năm nay ăn Tết với công an mới được. Đi, 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 đi. Ôi, mày, chết với tao. Ôi, sao lại không thấy gì nhỉ? Có nhỉ? Thôi anh Hoàng ạ, cố gắng một tí, bọn em sẽ minh oan cho anh. Anh nhá, bọn em tin là anh không làm ra cái trò đấy. Anh cảm ơn ba đứa vì đã tin anh nhá. Anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã gây khó dễ cho chúng mày. Thôi anh ạ, năm hết Tết đến rồi, chuyện cũ mình bỏ qua. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chứng minh anh trong sạch. Chứ để anh bị oan thế này ạ, bọn em cũng không yên lòng. Ai dạ, đoàn kết quá nhở. Chị Nhung, thế cách của em được không? Ừ, được đấy. Mà mấy đứa hôm nay bám vai báo cổ tình cảm thế, không cãi nhau nữa à? Nghe là thế nào? Mà chị với Nhung đang nói chuyện gì đấy? Thật ra là em với chị Nhung thấy mọi người làm việc với nhau mà chả đoàn kết gì cả, suốt ngày cà khịa nhau, nên là nghĩ ra một cách là giấu tiền đi để cho mọi người đoàn kết với nhau đấy. Thế hóa ra tất cả mọi chuyện là do chị à? Tao đây. Thế là em vô tội à? Ôi ơi, chúng mày ơi, anh vô tội rồi. Thế tốt quá rồi, bây giờ đi làm ngày nào mình cũng có niềm vui là được cả khi anh Hoàng. Thôi, hiểu nhau rồi thì bảo nhau làm việc đi. Vâng ạ, chúng mày đi theo anh.